Ok. Hello, chị Kim Bơm mến chào tất cả các em phá kìa các em. Chị Kim Bơm mới cắt tóc, nếu mà các em thấy nè, 10 phút trước thôi chị Kim Bơm tóc dài quá mà chị Kim Bơm phải chải tóc trước khi lên phim để cho nhìn nó được một tí, tại vì thường thì chị Kim Bơ làm biếng chải tóc lắm, nhưng mà tóc dài quá chị Kim Bơ làm biếng chải cho nên vào trong nhà tắm và cắt luôn, cho nên bây giờ tóc ngắn tới đây thôi này các em. Các em thấy các em thích chị Kim Bơ tóc ngắn hay là thích chị Kim Bơ tóc dài, các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kim Bơ biết nha. Ok các em ơi, trước khi bắt đầu cái video này thì các em đừng quên vào phần bình luận và bấm vào những đường link để tham gia mini game nha, tại vì chúng ta chưa có đạt được chỉ số, chúng ta phải còn có 150 ngàn lượt bấm, mà chúng ta chỉ còn có 40 ngàn nữa thôi là chị Kim Bơ có thể thông báo kết quả với các em rồi, các em hãy cố gắng lên nha. Nhưng mà hôm nay chị Kim Bơ sẽ hướng dẫn các em làm một món ăn rất là ngon mà chị Kim Bơ nghĩ các em rất là thích. Đây là món ăn vặt. Cái món này ở Việt Nam gọi là pháp xào. Các em rất là lì luôn các em. Ok các em, để làm món bắp xào thì tất nhiên là chúng ta cần phải có bắp rồi. Mà bắp bắp Mỹ nha các em, không phải là bắp bắp nếp như ở Việt Nam. Bắp Mỹ thì ăn nó ngọt hơn. Nhà chị Kim Bơ đã có mua bắp Mỹ rồi. Nếu mà mình mua nguyên trái luôn thì chúng ta phải tách những cái hạt ra thì nó hơi tốn thời gian một tí. Các em ơi, nếu mà các em không có bắp ở trong lon thì các em có thể mua trái bắp rồi tách ra thành từng hạt tới các em. Nhưng mà chị Kim Bơ thì không có nhiều thời gian, cho nên chị Kim Bơ sẽ sử dụng bắp mà người ta làm sẵn ở trong lon rồi nha. Đây đây là những loại thức ăn mà nhà chị Kim Bơ mua, tại vì ở đây thường người ta không có đồ ăn tươi đó các em, nhưng cho nên cái gì nó cũng nấu hộp cả, nó không có ngon và tươi bằng ở Việt Nam đâu. Thì phải chịu thôi các em. Các em ơi, chỉ có một mình chị Kim Bơ ăn thôi, cho nên chị Kim Bơ làm một lon thôi ha. Còn những thành phần khác thì khi mà chị Kim Bơ làm rồi chị Kim Bơ sẽ giới thiệu cho các em luôn ha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Các em ơi, bây giờ chị trợ lý sẽ giúp chị Kim Bơ rửa cái hành này nha, xong rồi chúng ta sẽ cắt ra. Các em ơi, đây là lon bắp này các em. Đây nó có để là sweet corn, là bắp ngọt đó. Bây giờ chị Kim Bơ sẽ khui bắp ra nha. Bắp người ta đã làm sẵn cho mình rồi nè các em. Bây giờ thì chị trợ lý sẽ cắt hành. Đây các em thấy bắp của chúng ta có ngon hay không? Rất là ngon luôn này các em. Bắp này thì người ta đã làm chín rồi để cho mình ăn. Cho nó tiện luôn đó các em. Ok, trong khi chị trợ lý xếp hành thì chị Kim Bơ sẽ giới thiệu cho các em những thành phần khác nha. Các em ơi, để cho nó thêm phần phong phú thì chị Kim Bơ sẽ bỏ thêm tôm viên vào, nếu mà các em muốn bỏ thêm chả chả cá viên chiên hay là tôm viên chiên hay là chả cá gì không cũng được cả, chị Kim Bơ sẽ dùng tôm tại vì chị Kim Bơ rất là thích ăn cái tôm này. Các em ơi, để nêm gia vị thì chúng ta cần có muối, đường và nếu mà các em thích ăn cay thì các em sẽ cho ớt vào nha. Đây các em ơi, đây là ớt bột Hàn Quốc nè, các em có thể dùng ớt bột này hay là các em có thể dùng tương cà, tương ớt gì cũng được cả, miễn sao cho nó cay thôi. Chị Kim Bơ sẽ dùng tất cả các loại luôn nha. Các em ơi, nhà chị Kim Bơ thường dùng ớt bột Hàn Quốc này lắm, tại vì nó sẽ làm cho thức ăn nhìn nó rất là đẹp nha. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu xào bắp thôi. Các em ơi, chị Kim Bơ đã bắt bếp lên rồi nha. Bây giờ chị Kim Bơ sẽ cho dầu vào. Bây giờ thì chị Kim Bơ sẽ cho cái này vào đầu tiên nha.
Wow, rất là thơm như thế em. Sau khi nó đã vàng thì chị Kim Ba sẽ gấp ra nha. Wow, rất là ngon luôn ha các em, đủ cho một người ăn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xào bắp nha. Kimber sẽ cho một tí muối nha, cho nó mặn mặn một tí, tại vì bắp này nó rất là ngọt rồi. Rồi chúng ta sẽ cho một chút xíu đường thôi nha các em. Các em có bơ thì các em cho bơ vào nha, còn nếu mà các em không có thì các em không cần phải cho bơ. Chúng ta dùng dầu cũng được, tại chị Kim Bơ có bơ sẵn cho nên chị Kim Bơ sẽ dùng bơ nha. Đây, chị Kim Bơ sẽ cho 3 cái luôn, nó rất là ít, các em không có nhiều đâu. Nếu mà các em thích ăn béo thì cho nhiều vào thôi, còn nếu mà không thích ăn béo cho lắm thì cho ít ha. Đó, nó rất là nóng luôn cho nên chị Kim Bơ vừa bỏ bơ vô là nó tan hết rồi các em. Mùi rất là thơm. Cho nó lửa lớn đi. Để mà nhận biết nó xong hay chưa thì các em thấy cái miếng bắp nó sẽ bóng lên đó các em, thì như vậy thì nó đã xong rồi đó nha. Rồi bây giờ thì chị Kim Bơ sẽ cho ớt bột vào. Nếu mà các em thích ăn cay thì cho nhiều, còn mà không thích ăn cay thì cho ít thôi nha. Wow, rất là thơm nha các em, nhìn rất là hấp dẫn nữa nè. Rồi thành phần cuối cùng đó chính là hành. Hình như nó bị nhiều đó các em, thì Kim Bơ chỉ cho một ít thôi. Nếu mà các em thích ăn hành thì cho hành vào nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp đi. Wow, các em ơi, chúng ta đã xào xong rồi nè. Các em thấy có ngon hay không? Rất là thơm luôn. Bây giờ thì chị Kim Bơ sẽ cho thêm tôm chiên, tôm viên chiên mà chị Kim Bơ đã cắt ra rồi nè. Các em có chảy nước miếng hay không? Chị Kim Bơ thì đang chảy nước miếng đây. Các em ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm xong rồi nè, các em thấy có ngon hay không? Đây, nó đang bốc khói rồi luôn, nó rất là nóng và rất là thơm nữa. Vì chúng ta hãy ăn thử coi nó ngon hay không ha. Đã đến lúc thưởng thức cái món ăn này. Rất là thơm luôn.
Cái em thấy nó khói nó lên luôn nè, nó rất là nóng. Rồi chị Kim Bơ sẽ ăn nha. Wow, rất là ngon luôn các em. Các em đã ăn bắp nướng lần nào chưa? Nó giống y như là bắp nướng luôn á. Cái bắp thì nó rất là ngọt, còn cái bơ thì làm cho nó rất là béo nữa. Wow, các em nó hơi cay nha. Những em nào mà không thích ăn cay thì đừng cho ớt vào. Chị Kem Bơ thích ăn cay, cay cay rất là ngon. Bây giờ thì chị Kem Bơ sẽ ăn một miếng cá nâu nâu tôm viên chiên, nhưng mà chị Kem Bơ đã sắc ra rồi. Wow, các em ơi, có tôm viên chiên vô nó rất là ngon luôn, tăng thêm phần phong phú cho món ăn của chúng ta. Đây có rất là nhiều hành ở đây. Em ơi, nói thiệt với các em thì đây là lần đầu tiên chị Kem Bơ ăn cái món này luôn á. Tại vì chị Kem Bơ thấy ở bên Việt Nam có rất là nhiều em thích ăn món này, cho nên chị Kem Bơ nghĩ là nó rất là ngon. Hôm nay chị Kem Bơ làm ăn thì quả thật rất là ngon. Hèn chi các em thích ăn món này là phải rồi. Và bây giờ thì các em đã biết làm món này ở nhà ăn rồi. Ở nhà các em làm sẽ được an toàn hơn. Và các em nhớ là khi vào bếp thì phải nhờ cha mẹ giúp đỡ nha, tại vì nó hơi nguy hiểm một tí. Ok, cái video của chị Kim Bơ đến đây là hết rồi. Bây giờ chị Kim Bơ sẽ ăn và cho chị trợ lý ăn nữa. Hồi nãy giờ chị trợ lý đứng ở đây chờ chị Kim Bơ ăn. Tội nghiệp chị trợ lý quá. Ok, các em đừng quên tham gia mini game nha. Ok, tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.